Bên trong cối sở hữu lưỡi dao 8 cánh có răng cưa từ inox 304, kết hợp cùng với động cơ mạnh mẽ lên tới 58.000 vòng mỗi phút. Em tham gia các group nuôi con hoặc là nấu ăn thì ít nhiều cũng nghe nhắc đến chiếc máy làm sữa hạt đúng không? Nó giành được sự quan tâm khi phô bày được nhiều chức năng, lại giúp cho các mẹ nuôi con khỏe mạnh nữa. Và nếu như các bạn đang cân nhắc mua một chiếc máy làm sữa hạt thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay nha, vì Hạnh sẽ giới thiệu đến các chị em một chiếc máy làm sữa hạt đến từ thương hiệu Unie. Chị em nào chưa biết thì Unie là thương hiệu đến từ Đức. Thế nên máy làm sữa hạt này sẽ có chất lượng tiêu chuẩn châu Âu. Dung tích tối đa của nó là 1,75 lít với công suất là 1.800W. Mua bộ máy thì sẽ bao gồm thân máy, cối thủy tinh và nắp inox, thanh nhớm, xưởng hấp, bàn chải và miếng bọt biển để vệ sinh. Phần thân máy có màu xanh than với lớp nhựa trơn nhám, ở bên dưới là chân đế cao su chống trượt, giúp máy trụ vững và dây điện dính liền với thân máy luôn. Có độ dài tương đối thôi. Đối với cối xay chính là bộ phận nổi bật nhất khi nó bằng thủy tinh cứng cáp, được cấu tạo bởi 5 lớp nên có thể chịu nhiệt tới 300 độ C. Cũng vì lý do này mà thành cối dày đến 8mm và khiến cho các chị em có cảm giác như là mình đang tập tạ mỗi lần rinh cối. Ở trên cối thì sẽ có những vạch đo đong đếm và giới hạn sử dụng. Chị em nên lưu ý để cho vào mức nguyên liệu phù hợp. Ngoài ra các chị em cũng phải nhớ thêm là lúc nấu hoặc sau khi nấu xong thì thành cối sẽ rất nóng, chạm vào là bỏng tay ngay. Chỉ nên tiếp xúc ở phần tay cầm nhựa cách nhiệt thôi. Còn mình rinh mà cối nặng quá thì có thể trợ lực nâng thêm ở phần đế. Bên trong cối sở hữu lưỡi dao 8 cánh có răng cưa từ inox 304, kết hợp cùng với động cơ mạnh mẽ lên tới 58.000 vòng mỗi phút. Bên cạnh đó thì phải kể đến mâm nhiệt phía dưới phủ chống dính ceramic. Được phủ ceramic giúp tránh tình trạng khê cháy máy khi máy đang hoạt động và cũng dễ vệ sinh hơn. Đi kèm với cối chúng ta có nắp inox được trang bị gioăng cao su đậy kín ngăn chống trào. Phía trên nó còn một cái miệng nhỏ dùng để cho thêm nguyên liệu trong lúc máy đang chạy hoặc là đưa thanh nhấn vào khuấy. Khi đậy nắp cối thì chị em cứ làm sao cho hai cái mấu khớp nhau là được. Nếu nắp không đậy được kín hoặc là không đậy nắp thì máy sẽ báo lỗi và không hoạt động. Tương tự như khi mình lắp cối và thân máy không đúng khớp cũng vậy. Ở đây nó không phải là kiểu xoay xoay giống máy xay sinh tố mà nó sẽ có một cái chốt để cắm vào. Làm Hạnh liên tưởng đến rất giống lúc mà mình cắm dây điện vậy. Nói chung là miễn mình đặt cối cắm vào đúng khớp trên thân máy thì mới điều khiển cho máy chạy được. Mục đích là để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Đến phần bảng điều khiển là các nút nhấn cảm ứng. Ghi điểm ở việc có song ngữ Anh Việt, có đèn LED phát sáng ở các nút và nhấn gấp nhạy. Có chăng là tên các chế độ hơi nhỏ, sẽ khó thấy với người mắt kém. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, tại vì nó có nhiều chế độ mà. Có tới tận 12 chế độ xay nấu, cho nên nó phải bố trí cho vừa với tiết diện. Có thể kể sơ qua bao gồm các chế độ về xay nấu sữa hạt. Thì tất nhiên rồi, nó là máy làm sữa hạt mà. Có thêm xay khô, nấu cháo, nấu súp, sinh tố, hấp, hầm và đun trà nữa. Rất đa dạng cho nhiều nhu cầu luôn. Mà nhìn chế độ chi chít như vậy chắc các bạn tưởng là điều khiển rối lắm. À, thật ra nó dễ lắm, chỉ chạy qua chừng 3 bước thôi. Đầu tiên là nhấn bật tắt, sau đó chọn chế độ muốn nấu, rồi lại nhấn nút bật tắt lần nữa là máy chạy ngay. Thời gian ở từng chế độ thì máy đã cài sẵn, các bạn không cần phải lăn tăn xem là phải cài như thế nào, đơn giản đúng không? Ngoài ra bạn còn có thể tùy chỉnh riêng tốc độ xay và thời gian, với tốc độ mức cao nhất là 9, còn thời gian tối đa là 3 phút, mỗi lần nhấn tăng lên 10 giây. Do có nấu nên máy trang bị cả chức năng giữ ấm. Để có gặp trường hợp là bé ngủ chưa dậy chẳng hạn thì các chị có thể dùng chức năng này để duy trì nhiệt độ. Đến lúc khi bé dậy thì mình khỏi mất công đem hâm nóng. Mà máy hiện đại thì phải có chức năng hẹn giờ, và chiếc máy này cũng vậy. Nó cho phép chị em cài đặt từ 30 phút đến 24 giờ. Mình cài thời gian xay nấu trước để đến đúng giờ là mình có thành quả thôi. Trong lúc này thì chị em có thể rảnh tay làm những công chuyện khác. Mà có một số nguyên liệu chị em lưu ý là không được ngâm nước quá lâu, cho nên là mình sẽ không cài thời gian dài được, sẽ gây hỏng nguyên liệu. Ok, để xem là chiếc máy làm sữa hạt này hoạt động như thế nào thì như thường lệ Hạnh sẽ nấu thử nha. Và ngày hôm nay Hạnh chọn nấu sữa mẹ đen hạt sen. Mà sữa mẹ đen tốt lắm nha. Người trẻ uống vào thì tăng sức đề kháng, còn chị em mình uống vô thì đẹp da nè, móc dáng mi nhon nè. Giùm bắt đầu luôn nha. À, có một lưu ý cho các chị em là trước khi nấu các loại hạt thì tốt nhất mình nên ngâm từ 6 đến 8 tiếng trước khi nấu để đạt hiệu quả tốt nhất. Ở đây thì mè đen Hạnh đã đem ngâm 8 tiếng và rang qua để mè đen thơm hơn. Các bước làm thì cực đơn giản. Chị em cho mè đen cùng hạt sen vào cối, tiếp đó thêm nước tầm 1100ml nước là được rồi. Đậy nắp lại, nhấn chọn điều chỉnh cho máy nấu sữa thảo mộc trong 25 phút. Việc còn lại là chờ đợi thôi.
Thời gian đầu máy sẽ cần thời gian để gia nhiệt đến 100 độ C. Khi đạt 100 độ C thì máy mới bắt đầu đếm ngược 25 phút nấu. Trong quá trình này thì các bạn có thể quan sát máy sẽ vừa xay vừa nấu cho nguyên liệu nhuyễn mịn. Những cú xoay của nó có thể làm bạn giật mình, nhưng mà máy thì chủ yếu chỉ rung chứ không xê dịch nha. Và sẵn để các bạn biết tiếng động nó phát ra lúc xay nấu như thế nào thì Hạnh có đo độ ồn ghi nhận. Để cho sữa thêm béo thì ở 10 phút cuối Hạnh sẽ cho thêm sữa không đường vào. Hạnh sẽ cho vào cái nắp nhỏ trên này. Và các bạn cẩn thận nha, nếu mà nắp nóng quá thì mình có thể dùng thêm đồ nhấc để mở nắp ra. Khi bạn nghe được máy kêu một tràng bíp bíp thì nó báo hiệu cho mình biết là đã xong rồi đó. Muốn uống ngọt hơn thì bạn có thể cho thêm đường rồi chọn nhấn xay sinh tố để máy trộn đều nữa là sữa hoàn thành nha. Nếm qua thì Hạnh thấy là sữa đã được nấu mịn, thơm, béo mà còn hơi có một chút cặn khi mà mình nuốt xuống. Nhưng mà như vậy thì mới giữ được sự nguyên chất của nó đúng không? Và ngoài công thức sữa mè đen ra thì khi mình mua máy còn được cung cấp thêm 101 công thức xay nấu khác được tặng kèm trong cuốn sách này đây. Mình khỏi phải lo sợ bí công thức nha. Còn vấn đề nó có tốn điện hay không thì chị em có thể xem qua kết quả Hạnh đo điện khi nấu trong 25 phút lúc nãy. Và sau cùng là vấn đề vệ sinh. Hiểu được đặc tính của cối nặng cho nên nó được trang bị chức năng làm sạch. Sau khi nấu xong thì bạn cho vào cối tầm 800 đến 1000 ml nước, pha với vài giọt nước rửa chén, đậy kín nắp rồi bật làm sạch trong 1 phút 30 giây. Lúc này máy sẽ xay rất mạnh để đánh bật vết nguyên liệu còn bám lại. Có thể bạn sẽ thấy máy xê dịch đôi chút. Xong rồi thì bạn đổ nước bẩn đi và rửa sạch lại với nước là xong. Nhưng mà nếu mà vẫn còn cặn bẩn bám thì các bạn có thể sử dụng thêm bàn chải và miếng bọt biển này để làm sạch nắp và cối nha. Khi tìm hiểu về các loại sữa hạt thì chắc chắn là các bạn đã thấy nó rất tốt và có nhiều công dụng cho sức khỏe ở mọi độ tuổi. Đặc biệt là đối với những chị em có con nhỏ, chiếc máy này không chỉ dừng lại ở việc làm sữa hạt mà nó còn hỗ trợ cho việc nấu cháo dinh dưỡng, xay sinh tố, vân vân. Các công đoạn mà sang sớt nồi nấu đã được cắt bớt, giúp chị em tiết kiệm được nhiều thời gian. Và đặc biệt là chiếc máy này còn thay thế được chiếc máy xay sinh tố nữa với lực xay cực mạnh. Vậy thì mình không cần phải mua thêm chiếc máy xay sinh tố làm gì, tiết kiệm được thêm một phần tiền đúng không? Đến đây rồi mà nếu như mà các bạn có ý định cân nhắc chiếc máy này thì có thể tham khảo thêm phần chi tiết giá ở mô tả nha. Và đừng quên là sau khi xem xong video clip này cho Hạnh một like và một sub để ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.